nhìn sang trái này vẫn nhận, nhìn sang trái vẫn nhận. Chú quay hẳn sang trái rồi bấm xác thực nha chú nhé. Bấm ra quay sang trái rồi bấm xác thực. Chứ đừng bấm rồi. Anh ơi quay trái rồi, bây giờ đến kế 43 thì đến cái gì anh? Quay trái bây giờ mình sẽ làm tiếp bên dưới là 10 lần quay phải. À ok. Thế còn cái côn phải này. Côn thứ 3 là 10 lần chị ngửa lên và 10 lần chị cúi xuống. Ngửa lên chị ngửa lên ví dụ tầm khoảng cái bóng đèn đèn trắng trắng nhỉ. Đấy tầm đấy như thế thôi. Xong rồi nha. Để xa còn nó bắt phải vào cho gần hơn đấy. Đúng rồi. Nhưng bây giờ em sang bên trên. Nhiều quá là nó bảo non mát. Chị như thế này là chị phải tính vào dấu x cho em. Nhưng mà đấy là chị ngửa quá như này. Không không đúng, xong không sao. Chị cứ tính lần sau chị ngửa thấp xuống một chỉ tí cho em nhé. Còn 20 độ. Rồi, xong rồi đến cái ngửa lên ngửa xuống này. Bây giờ ngửa lên này, được rồi. Không được. Ngửa xuống được rồi. Ngửa lên được rồi. Được, mình toàn được này. Khẩu trang nó bắt khẩu trang nhận ra mà anh. Em bảo nhé. À, sao bảo có công nghệ nhận có cả khẩu trang mà. Nhận qua khẩu trang mới vui. Cái đấy thì bọn cháu chưa làm. Cái này là not match. Đây not match chú đánh x cho cháu nhé. Chú okay. Phải nhớ lại chú đánh dấu x cho cháu nhé. Toàn xanh nhỉ. Tôi nghĩ là nhận diện cái này là theo ánh mắt, nếu mà mắt không không, không mắt mình nhìn thấy chỗ khác nó vẫn nhận. Rồi mũi miệng nó đều nhận. Nó không nhận theo ánh mắt hay sao? Ánh mắt nhìn thấy chỗ khác nó vẫn nhận. Vâng thì nó detect ra không, tức là nó thấy xác nhận rằng mắt của chú mở hay nhắm đấy. Nhắm mắt nhá, mình thử nhắm mắt nhá. Nhắm mắt vẫn xanh. nó sẽ có cả nhưng mà nó sẽ dựa theo những cái chỗ khác của chú nữa. Gò má rồi môi mắt môi miệng. Không thì đang nói là nếu mà theo ánh mắt thì ví dụ như là mình có trường hợp mình bị dí khuôn mặt vào nhưng mình không muốn người ta mở được ra thì mình nhắm mắt lại hoặc nhìn đi chỗ khác nó sẽ không mở được ấy. Mọi cái tay. Rồi em nhắm mắt vào nó vẫn xác thực được này. Nó sẽ phải kết hợp vào những các tiêu chuẩn khác nữa. Đấy. Không phải... Nhắm mắt vẫn sắp thực luôn. Em ơi, xong bây giờ phải ra ngoài trời làm lần này thứ giống y như vừa xong hả? Không, bây giờ chị sẽ làm đèn đèn trắng trước nhé. Đèn trời trong đó mình sẽ làm sau. Bây giờ sẽ làm. Nhưng chị đang hỏi là ra ngoài trời cũng làm đầy đủ. Đúng rồi. Mỏi tay rồi đấy.